xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là ba thanh niên đầu xanh. Ồ, hai thanh niên đầu xanh, một thanh niên đầu đỏ. À, mình cũng hello đầu đỏ mọi người. Hai đầu đỏ luôn mà. Hai đầu đỏ, hai đầu xanh các bạn ơi. Đấy, thì ngày hôm nay lại quay trở lại với những cái hòn đảo quen thuộc. Thế nên là thôi, chọn đảo đi, giới thiệu. Nhiều khi là mình giới thiệu các bạn ai cũng biết rồi. Em Kim Cường nha. À, chọn đây. Ai mà chọn trùng nhau thì ở luôn cùng nhau nha. Kết thân, kết đôi thành gọi là cô dâu chú rể đi nhá. Đây, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Lucky Block Virus các bạn. Đó, Lucky Block này sẽ gọi là giúp chúng ta bảo vệ giường như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ biết liền. Đó, vừa vào đập được đôi giày, cái gì Only Hope là cái gì? Ôi giời ơi. Đó, chết luôn thôi. Chết luôn tôi. Hơi vừa vào một cái thôi, ăn ngay quả bom ạ. Đèn. Ui, ở đâu cũng thấp rồi. Trời ơi, cái gì đây? Poi à? Trời ơi, thôi mấy cái poi chắc mình không nhặt đâu bạn ơi. Mấy cái poi. Giờ anh hồi sinh ở giữa luôn rồi. Ờ, ai bảo? Ai bảo trời ơi. Nhà mình chỗ nào là màu xanh luôn nhỉ. Ui, sao cái thuốc này tự nhiên đi vào đây nó đứng hình dã man luôn. Thôi mình nhặt hết các bạn này. Sau đó mình sẽ ném nó đi các bạn. Sao là thử ném cái thuốc này. Ôi ui, cái này cái gì đấy? Ui. Cái này là 50 poi, cái này là bom khói à? Thôi mấy cái poi, rồi vứt hết các bạn này. Tôi vứt hết, tôi không dám dùng đâu. Ui, có nước, có rượu à? Nước rượu. Trời ơi. Chảy uống vào nó để nước với rượu luôn ạ. À. Nghe. Ui, cái này là cái gì đây? Thanh kiếm virus COVID-19 à? Ui. Ôi. Ui, attack dam. Cái gì trừ 19 attack dam hay là cái gì đây mình cũng chả biết được nữa. Đại khái là trừ 50 may mắn. Ui, quả thanh kiếm này chất lượng này. Thanh kiếm này mà đi oánh đối thủ gọi là ui, núp được khẩu trang luôn các bạn. Ồ, khẩu trang. Nhưng mà khẩu trang này đeo vào COVID. Khẩu trang này vô lý thật, khẩu trang này đeo vào bị nặng các bạn ơi. Kìa. Nhưng mà được cái đề kháng. Chắc là nó kiểu như ngạt thở. Khó thở. Đập đi. Mấy thanh niên chắc là đồ VIP sao cứ ui. Nó cho em virus không à? Boy này, trời ơi. Ui, được ultimate rồi các bạn, được thanh kiếm ultimate ngon lành gánh đào rồi. Wow, em được giáp virus rồi. Ui, mình cũng vừa được sao? Ôi, được cái quần toilet này. quần toilet. Em được giấy toilet này, em được giấy. Ui. 13.000% tăng 13.000% sức tấn công này. Ui giời ơi. Trời đất, thánh thần ơi. Thôi, boy này thì bỏ đi. Ghê dã man luôn bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy quả boy tăng, nhưng mà tăng tốc độ chạy cũng nghìn mấy lần. Thế là mình cũng không dám dùng. Cái gì đây? Ê! Mất hết rồi. Hỏi. Rồi luôn. Mọi người có bị mất đồ không? Không. Ui. Rồi, mất lượt. Sau khi đập một thời gian tôi được đống đồ thì nó đập ra được cái gì tôi mới mất hết rồi bạn ạ. Ui, thanh niên nó đã bắc ra giữa để lấy anh kìa. Anh bị hồi sinh ở đây. Rồi anh. Về nhà đi chứ trời ơi, ai cho đập ở đây? Đập ở đây. Ôi giời ơi, thanh niên thả chứ tưởng là từ vừa nãy giờ về nhà rồi các bạn ạ. Thanh niên này đảo thật sự. Ui, thuốc gì đấy? À, Corona. Cái gì đây? Ui ôi, virus. Trời ơi, block. À đây rồi. Lại cho thuốc Corona rồi. Ôi, kiếm à, cương này. Cay thật đó. Sự các bạn ơi, mình từ vừa nãy mình đập đang được cái thanh kiếm ultimate. Cay dã man luôn. Cái gì đây? Tôi đọc. Tôi mất hết. Ui, em có cái kiếm rồi, ultimate luôn này. Đấy, thanh kiếm ultimate vừa lấy. Mình cũng nhận được các bạn ạ. Ui. Anh có muốn chuột lại không? Không. Ui, được cái gì đây? Quần áo, cái này là đây là làm từ giấy nhá, toilet paper này là cái này là giấy vệ sinh đấy các bạn. Giấy vệ sinh. Luôn. Ui, con rồng bay như điên luôn. Cái gì đây? Con này có pet à? Home of pet. Ôi lại virus. Nếu mà nó xuất hiện ra cái sự kiện như vừa nãy, mất đồ như vừa nãy thì mình nghĩ rằng mình nên gọi là ném đồ ra ngoài bạn. Đấy, để tránh trường hợp nó sẽ làm mất. Chắc nó chỉ mất đồ trong dương của mình thôi. Ra thử xem. Có được tăng may mắn nha. Em có mũ virus rồi này. Ui, tự nhiên lên thích nhỉ. Lại là quần bạn đây. Chúng ta có quần này. Không, mình có quần virus mà. Quần này, quần gọi là đề kháng virus nha các bạn nha. Ui. Bị đảo luôn đồ kìa. Ui, bị đảo lộn đồ này. Đồ tôi nào đấy. Núp vào đây đập được. Núp đập được cái đảo lộn đồ. Lên. Cảm ơn em, cứ tưởng nó sẽ mất. Núp cũng đang sợ mất đây, giấy vệ sinh này. Ui, mũ là từ giấy vệ sinh.
Dày là ôi, có mũ có mũ virus enchain luôn. À có cái ở kia. Ở kia gì cái đây? Gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Ở kia. Sao thanh niên nào lôi cổ cả đám vào chui trong đấy vậy? Cái lôi đập được. Trời ơi, thanh niên đập cái gì lôi cả đám vào chui trong đấy luôn. Cảm ơn. Rồi rồi luôn. Chết rồi chứ. Lại còn say rượu luôn. Như nào? Ui bộ đồ say rượu. Ui. Ở đây. Chú vào ạ. Mấy thanh niên này đập ra toàn cái oẹo. Lại cái gì nữa đây? Đổ nó cái gì đây? Ôi, đứa ơi, đổi tùm lum hết rồi. Cái tường mất cơ. Ghê ra ba luôn. À, chắc có lẽ là mình sẽ đi kiếm thanh vũ khí nào đó các bạn ơi. Để đi bánh lộn thôi chứ còn bây giờ. Dạ. Mà đập mãi chả ra cái vũ khí nào là thế nào nhỉ? Cay thật. Ui dồi, bác phù thủy ơi, tha cho em. Ồ, đây tôi được cái gì đây? Ồ, được cái cây gậy. Ồ, được cái đôi giày. Ồ, được băng, à, được ấy luôn, được cuộn giấy luôn. Giấy vệ sinh à? Lại cứ giấy cũng xin. Rồi, thanh niên. Giấy vệ sinh làm được. Ui. À, cái con củ chuối nó ném xa thế nhỉ? Ai, đâu ạ? Coi đọc nguy hiểm. Ôi, em lại lượm được một cây kiếm ultimate nữa này. Ôi, thanh niên này hên thế. Ôi, hôm nay là ngày hên của em rồi. Đập mãi từ vừa nãy không ăn thua bạn. Ôi, quần giấy nè. Mày thích không? Quần giấy, mũ giấy. Mày thích không? Con khỉ gọi là phù thủy này. Cho mày xuống ruộng. Cay thật sự bạn, toàn đánh mình thôi. Tôi được cái quả poi này thì tôi cũng mắt lòng mắt dạ rồi. 13.000 sức tấn công rồi, mỗi tụi là speed 2.000% speed, trời đất ơi. Đi vào một, ăn vào một phát thôi chắc là mình chạy còn... Dùng bì này. Gây gớm lắm ấy. Cái này chắc là không có fly rồi. Tôi đập, từ bữa nãy giờ là... Khoan, không... Dạ. Ripper này. Này. Không được. Ôi, cái vũ khí các bạn ơi, cay. Ai giờ ai lại đổi đồ đấy? Nên đồ đồ. Thôi đồ cũng chả sao, thực ra bình thường mất đồ mới sợ. Mất đồ mình mới sợ các bạn. Tôi được cái áo làm từ giấy vệ sinh. Chắc không có xui giống anh Tì rồi. Ồ cái gì đây? Ui cái chai này là chai gì đây? Xịt à? Ui. Ờ đúng rồi, chai xịt virus này các bạn. Ui. Ui thật xịt. Virus. Người ta lại được thêm poi nữa này. Ui. Nhưng mà poi này poi đâu? Ném đi các bạn đây. Ui. Ồ, oh, có khối bét róc bảo vệ sườn nhá, ngon. Cứ bảo vệ ra các bạn đây. Tính xong. Ê, 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 ê. À, hình vành kìa, về quá nhờ. Chiến rồi à? Ui, máu tê. Hình vành qua chiến luôn kìa. Máu quá, trời đất ơi. Ơi. Ừ, qua đây. Trời ơi. Ui, lại được oxy được nữa bạn. Ăn hạ, chết chưa? Ừ, xuống. Trời, em full nhắc mạnh rồi này. Em chiến này. Trước con gì đây? Tôi có thanh kiếm rồi các bạn. Lộn. Thôi, đi đánh nhau đây. Tầm này cũng đi đánh nhau, phí cuộc đời các bạn. Nhau chắc là mình... Ơ đâu, cái khẩu trang vừa nãy mình nhớ là mình có cái khẩu trang mà. Thôi chắc chả cần đâu. Ui rồi luôn này. Thôi lại mũ này. Ơ đâu. Ơ đâu. Người boy này không ta? Rồi, đi qua trời. Yêu ánh lợn này các bạn này. Tầm này chờ đợi cái gì, trời ơi. Tầm này nó quýnh rồi. Ui, trời ơi, chạy nhanh quá. Mày quá. Ui, chạy như điên luôn. Ây à, láo mấy ui. Chúng tôi này. Chạy nhanh khang quá các bạn ơi, tôi luôn. Không điều khiển được. Ây, khang chập hết này. Ui, cái thuốc gì chạy nhanh thế. Chạy nhanh lắm. Ôi, đừng chết luôn. Cái đúng gì chạy nhanh đấy. Làm ơn cho tôi bay lên đi. Ơ em bay mắc chết rồi luôn. Ngọc Ender đâu rồi? Ngọc Ender sao mình ném quả đấy nó rồi. Trời ơi, thật chắc là mình chết rồi bạn ơi. Trời ơi, cái quả poi này nó khiến mình bất tử, nhưng mà nó được cái hại đó là nó khiến mình gọi đi như điên luôn các bạn. Mình không thể... Thôi chỉ nick một tí thôi. Rồi đi rồi bay luôn. Em mới bị luôn. À đi rồi anh em ơi, thằng mình kịp chiến đấu rồi các bạn. Ai đấy? Ôi tin tôi ạ. Đi rồi. Nói hui là không thấy gì cả. Ôi, vành này một hit luôn. Thế nên là bị mất rồi đây. Chưa ai mất luôn à? Ai mất chưa? À. À, thanh niên núp kìa. Chết rồi, mù mịt quá, mù một phút luôn, không thấy gì hết. Đó. Em bị mù rồi. Có ai đây không? Ê, ui. Thanh kiếm siêu khủng khiếp. Trời ơi, mình đánh thanh niên vành tự nhiên bị văng luôn các bạn ơi. Đây, lại. Có bộ đồ choáng. Đồ ghê quá. Bộ đồ choáng đâu ta? Em,
Nhìn thẳng. Em ui, trận này em mà đấm chết luôn. Rồi, tôi cũng có. Ui rồi tôi đập được luôn. Em quánh em đấy. Đúng. Em mù rồi em không thấy gì cả. Ai đấy? Mùa. Ai vành đánh nhau đấy, đánh nhau tầm này mà đánh nhau rồi đâu? Ngồi xuống đây. Ôi thằng vì chúng ôi, tôi này. Rồi đi nha. Rồi hết mùa rồi, em hết vành mùa rồi. Vành mấy chúng tôi này. Ê, ném mấy chúng tôi này. Rồi sang bên này thôi. À bên này gọi là tiêu diệt tên nhân vành trước các bạn ạ. Nào mấy chúng tôi ở đâu? Ngon qua đây. À anh Vành này. Ôi ơi anh Vành này. Ai đang mặc quần áo? Đang mặc quần áo. Chết luôn. Thế nhiên nó đập đúng gà kiếp gì đây. Ôi. Thế nhiên nó đây. Vành này. Rồi mạnh lắm anh Vành ơi. Anh không nói thật em đâu. Ui mình lại được nhận được quả point đấy các bạn. Tuy nhiên nào phá kia đây. Zeno. Khó chịu. Cưỡi ngựa phá giường luôn này. Khó chịu quá các bạn ơi. Mình có cái gọi là cưỡi ngựa phá giường. Ôi. Này. Các bạn thấy không? Mình không thể nào mà trèo được xuống được. Ở nhà tôi sẽ tìm cách khác. Nó bị kiểu như là nó có block hết đấy. Mình kiểu như được cái là tự động trèo. Cái đôi giày ra. Ôi, đừng. Nó vẫn leo được. À, đây rồi. Đấy, phá giường thanh niên nào mình mất rồi. Hình như thanh niên bay mất giường nha. Bao nhiêu nhá. Bay mất giường nha. Mất giường rồi. À, mất giường đây. Này, qua nút này. Qua đây. Rồi, em qua giường nút. Qua đây. Nút qua đây. Qua đây. Ây, anh nút này. Thanh niên đánh mình một cái cũng chết luôn ạ. Anh nút này. Đuổi anh em. Em mạnh lắm nhá. Ờ, mạnh lắm nhưng sợ cái gì đâu. Wow, em hết rồi. Giờ mình sắp hết ngọc Ender các bạn ơi. Mạnh lắm mình sợ gì đâu. Thành nhìn nào đấy. Gọi luôn lủng người. Anh em đồ ăn ơi, em sẽ không giết người đó đâu. Đâu ai trời ơi. Giết này, cũng giết như chúng tôi này. Thế nên là thanh niên Khang có đồ choáng các bạn ơi. À, có thể đi nhanh quá. Thanh niên Khang em mới đồ hả? Ủa anh lúc đập cái muốn nổ vỡ đầu em luôn rồi. Khang là Emerald. Ôi mạnh ơi. Em bọc ui thanh niên bọc ghê quá. Thế giả là mình phải tìm cách đó là phải ôi mình không có cúp kiếp các thứ này. Ui rồi sao mất giường Khang rồi nhá. Emerald với chúng tôi. Cái gì? Giường của tôi. Cái đó giường của đúc đây. Emerald. Mình đang đánh luôn với Khang ở đây. Thanh niên Zeno phá giường rồi bạn ạ. Chạy đi anh em chạy thôi. Chả có gì đâu mà chạy. Ui rồi lại poi gì đây. Trời ơi. À, tính ra khóa thanh niên này phải có cúp. Đâu đấy. Để lấy đồ. À. Rồi nhá, Khang mất giường rồi nhá. Hết rồi. Ui, mình đập ra quả. Mình đập ra. À, thanh niên Vành bắc cao quá các bạn ơi. Thanh niên. Vành chạy rồi. Vành chưa? À, thanh niên này còn một mạng đúng không? À, bạn này nhảy xuống quyết chiến rồi. Quyết chiến. Rồi, quyết chiến luôn. Quyết chiến. Nhổ cho bé nó bỏ chết luôn. Này thì quyết chiến này. Đâu ấy? Thanh niên Khang chui đâu rồi? Trốn rồi. Ai? Chạy đâu con sâu rồi? Chạy đâu con sâu rồi? Rồi, khử xong thanh niên Khang rồi chạy à. Ui, tính ra thanh kiếm ultimate thì ghê quá các bạn ơi. Bây giờ tính ra là còn mỗi thanh niên Zeno chưa bị phá giường nữa không? Zeno còn giường nha, còn giường nha. Mấy cái Covid kìa, mấy cái con gì kia kìa. Ui, có nhiều đồ lắm. Trong đấy có giường. Sao lại nói bí mật rồi? Đâu ai? Gì? Ây à. Nhà thanh niên Zeno nhà nào đó nhở? Bố biết đấy. Biết rồi. Nhà vàng phải không? Thanh niên Zeno là nhà vàng. À. Nhà đỏ hay sao ấy? Nhà đỏ. Đỏ con khỉ trên đây. Ây à. Ây, té ở vàng mà. Rồi, thanh niên đâu rồi? Rồi, cứ đi gần thanh niên Khang bị ấy nhá. Ừ, đúng rồi. Bị choáng phải không? Bộ đồ. Bộ đồ của em là dây nhiễm virus đấy. Ơ, chết luôn rồi. Ui, thanh niên tính ra là cái đồ này cứ ai đánh trước. Ui, sao mình đầu lại thành ra sao chết. Ai đánh trước là bị chết luôn các bạn ơi. Ôi, thế thôi, mình bị mất rồi, mình cũng chấp nhận sự số phận rồi. Tôi chiến thắng. Đấy, game đấu đầu tiên là gọi là thất bại thảm hại rồi các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ đến game đấu thứ hai các bạn nhé. Đến với game đấu thứ hai. Đó, thì mọi người chọn nào đây? Trời ơi, lần trước mình đây, đẹp, thôi, mình chọn kim cương đi. À, lần trước đáng nghe là mình có em nguyên một đi. Đống đồ VIP rồi. Nhưng mà... Này, phát hiện nha, thanh niên Khang với Vành cùng... Rồi, hai thanh niên đánh nhau luôn. Hai thanh niên đánh nhau luôn. Xong rồi. Ủa đây rồi. Rồi em rồi là đang đi tự tử đây. Sao như vừa nãy mình... Đấy. Coi màu vàng chưa? Bé đâu nha, tôi chọn kim cương nha, thanh niên là qua đây rồi tán cái đấy. Trời đất ơi, tôi không có nhu cầu gọi ở chung đâu. Ừ, đéo. Tăng sức tấn công của bạn.
mấy cái thuốc gọi là tăng đề kháng này. Tính ra là vừa nãy là mình có gọi là nguyên một cái đống đồ xịn đi chứ, nhưng mà tự nhiên nó xuất hiện đâu ra cái sự kiện củ chuối nó mất hết. Cay à, đây rồi, pickaxe rồi. Ôi rồi dài ngon. Ender rồi. Ui có fly luôn. Ôi, ôi không được nha, không được nha. Rồi, tự sát về nhà nhá, cấm được khóa giường của người khác nhá. Trời ơi. Tự nhiên bay đâu, bay ra một lũ đứng cùng nhau bạn ơi. Sợ thật sự. Ai đập đây? Trời ơi, dịch bệnh này nghiêm cấm tụ tập mà tự nhiên mò nó ra mấy thanh niên. Rồi, đống sử dụng cụ này. Ui. Ôi. Thêm cái mũ gọi là làm từ giấy vệ sinh các bạn. Ấy, trời ơi, lại bị ấy à. Mà một điều đó là tại sao mũ làm từ giấy vệ sinh nó lại có thể... Cái gì đây? Gì đây? Ui, lại đổi đồ. Nó lại thở được dưới nước nhỉ? Vô lý thật, ở dưới nước làm sao mà giấy chịu được? Nước là nó bị ngấm giấy mà. Ồ ha. Vô lý. Câu. Là, chúng ta đập tiếp đây. Có cái khẩu trang rồi. Khẩu trang. Khẩu trang. Mình đang cần một cái vũ khí các bạn. Mình cần một cái vũ khí thôi. Hôm nay mình chỉ cần một cái vũ khí là mình đi chiến được rồi. Lại cái gì nữa? Nhìn nó đập toát quay còn mong. Trời ơi. Ôi ơi. Thanh niên vanh bảo có fly mà. Có đâu nói thế. Một điều bốc phét này mình rõ ràng mình bảo ơ làm gì cái đập gọi là cái tay rồi mà đã thấy cái fly ở đâu đâu. Đó. Cái gì đây? Ui lại đống thuốc luôn ạ. À. Khó chịu nhờ. Cái đống thuốc này khiến mình kiểu như là nó cái gì nữa đây? Nào 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 nào. Đây tự dắt đi. Về nhà đi, đi về nhà đi. Thế nhiên nào cứ lôi cổ một đám mà chui vào. Khó chịu. Mà đảo đấy đảo của ai đấy? Đảo Zeno đấy. Đấy, thế chỉ có thanh niên Zeno của bạn. Khó chịu thật sự. Ồ, được cái gì đây? Kiếm à? Thôi cái kiếm này cùi lắm. À con Creeper bên chúng tôi. Cho giáp thư. Trời ơi. À có cái giếng này. Trời ơi đây. Cái bộ áo giáp màu xanh ấy, nó có khả năng nó leo tường. Thế đâm ra là nó cứ trèo leo. Mình khó chịu dã man luôn. Vừa nãy đập cái xương của thanh niên vách cũng thấy khổ sở luôn. Khổ sở luôn các bạn ạ. Ôi được rồi. Thì mãi chưa thấy vũ khí nào. Tạm với cái này đi. Vũ khí này chỉ có 190 sức tấn công thôi bạn. Chỉ có thế thôi à? Chỉ có thế thôi. Không có nhiều. Không có nhiều các bạn. Vũ khí của Zeno tận 12 sức tấn công. Không có điều được. Kinh ơi. Trời ơi, không 12 sức tấn công vào nhà xanh của ai đây? Ai ạ? Mười hai mấy chục nghìn sức tấn công. Ờ, nên là đấm một cái là đi bụi luôn các bạn. Ôi, ghê lắm cái thuốc đấy. Nhưng mà ôi, đồ ngọt. Cần cái áo giáp các bạn. Ui, cái gì đây? Ôi, ôi. Tự nhiên tôi chui trong đống. Nữa, gì đây? Tôi chui trong gọi là cái hòm gì đây? Ấy, trời ơi. Làm nhanh đến nỗi mà phi qua cả cái cánh cổng các bạn thấy không? À, bộ đồ nó leo trèo, nó khó chịu thật sự. Từ từ từ. Ui, vừa lấy đúng bedrock đây à? Nói chung là cái lúc kịp lock này bảo vệ bằng bedrock. À, cái gì đây? Đừng đánh. Mấy thanh niên không đánh mình ạ? Đánh cái gì đó? Đấy là sự kiện đó. Đánh cái gì? À, không, đừng đánh. Đánh thì thế. Ui, bị đánh này. Thanh niên mồm bảo đánh, xong rồi lại bảo không đánh. Khó hiểu thật. Ui, đống tiên tiên. Chạy. Ai? Toàn bay rồi. Là cái gì đây? Hoài luôn. Không, đừng đánh. Về đi. Tha. Vâng, tha rồi. Bắt giường rồi. Nhà ai đây? Nhà em mà, về đi. Thôi, anh còn một mạng thôi. Anh chết là anh đi luôn. Thôi, anh ở trên nhà em nhá. Ôi, cậu Ender kìa, hai con luôn. Ê ơi, tôi bị mù màu hết rồi, mù quáng hết rồi các bạn ơi. Mù quáng hết rồi. Thôi, giờ ngủ nhà Khang luôn. Ê, no, đừng như thế. Em chứ cái. Thế sao tôi khổ sở này các bạn ơi. Ui có cái gì đây? Ui có khẩu súng gì ghê này. Mũ này. Ở đâu? Không phải khẩu súng bạn, mũ à? Nhìn nó xoay tưởng khẩu súng các bạn đây.
Rồi, boy đọc. Anh Boy ơi, đừng đập nhà em. Anh có đập đâu. Anh đang ở nhà mà. Nhà tí nữa anh là đập ngay trên nhà em kìa, đóng bây giờ. Hi, tí nữa. Bay lên. Tí nữa hi. Đây. Chúng ta đi vào đây bạn. Wow. Tí ra kiếm kiếm được một cái vũ khí mà khó khăn thế nhờ. Ui. Tí nữa thì. Rồi, xong. Lại bọc dược đó. Rồi, đi rồi, đi chiến rồi. Chiến đấu rồi anh em ơi. Này trời ơi, chờ đợi gì? Hút boy vào. Biết rằng là nó rất là nhanh đấy, nhưng mà chúng ta sẽ phải cố gắng. Ôi nó chạy nhanh quá. Ôi chạy như điên luôn. Chạy như điên luôn bạn. Chạy phi. Ôi đây đây. Yen. Này đi qua em à. Yen, Yen đây đây. Ê, ê. Ở đây. Trời ơi, rồi, Vành đi rồi. Vành đi rồi. Vành đi rồi các bạn ơi. Ai ai đây, ai đây, ai đây, ai đây, ơi, ai ai ai, ui, mạnh quá, ôi trời ơi, phá, phá xương, rồi, ui, tiếp theo bao nhiêu, lúc uống cái boy này đúng kiểu bất tử luôn đúng không bạn ơi, uống cái boy này đúng kiểu, bạn, ai ai ai, tí chết rồi, ui, này em cũng uống luôn này, ăn đâu rồi, không, này phải ăn ấy nhá, khác bị phá xương nhá, Zeno này, ơ em bị mất dược chưa, mất lâu rồi, bây giờ chỉ còn thanh niên Zeno rồi, à thanh niên Zeno rồi, đảo gì ấy. Đang ơi, biết bên anh qua đây, qua đây, qua đây. Đấy, anh chết là anh rất hiền đúng không? Anh thấy mà. Đúng rồi, bơi cái thuyền xuống, chết luôn. Ui, cái boy này nó ghê dã man luôn bạn ơi. Ui, hết boy luôn, ui, vừa tiêu diệt thanh niên này, cái hết boy luôn. Đánh nhau, đánh nhau. Ui, ui, cái boy ghê. Kiểu như là mình đào, ui, đào nhanh dã man luôn đi. Sức mạnh nó tăng lên mười mấy nghìn luôn ạ. Còn cái thanh kiếm này nó chỉ có 190 sức tấn công rồi này, đâm ra. Đâm ra là nó yếu lắm bạn. Vẫn còn giường nha, vẫn còn giường nha, đây này. Ừ, đây khác tự đặt ra thì xong phải kêu cò. Ôi trời ơi, em tự té luôn. Tào lao không à. Nào, thanh niên nào mặc bộ áo giáp thì mình bị choáng này. À đây, hết rồi. Ok, thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay gọi là bảo vệ giường bằng cái Lucky Block Virus này các bạn thấy không? Khá là khổ sở luôn. Nói chung là hên cũng có mà đen cũng có. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên qua kênh của Vanh, Zeno, Khang. Ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và đừng quên comment kiếm bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.